Chị em thân mến, thật là một niềm vui lớn khi trở lại đây với quý vị. Năm ngoái, như quý vị nhớ, thời gian này tôi đang ở bên Roma nên không tới được với quý vị. Năm nay, theo truyền thống, tôi trở lại giáo xứ này và tôi rất biết ơn quý vị đã đón tiếp tôi. Tôi xin chào mừng tất cả mọi người, đặc biệt là những gia đình mới gia nhập giáo xứ. Các bài đọc về lễ mẹ Thiên Chúa năm nào cũng giống nhau. Như quý vị biết, lời Chúa vẫn không thay đổi. Nhưng một năm nữa sắp qua đi, chúng ta sẽ không giống năm trước. Tất cả chúng ta đều có những biến cố xảy ra trong đời. Biến cố vui mừng cũng như biến cố gay go. Những biến cố đó làm nên cuộc sống của mỗi người. Lời hằng sống của Thiên Chúa đến với chúng ta trong năm nay sẽ thách đố và biến đổi để chúng ta biết nhìn được mọi biến cố và mọi sự việc xảy ra theo ánh sáng đức tin. Một lần nữa, chúng ta nghe lại dưới ngòi bút của Thánh Luca là các mục tử vội vã lên đường đi tìm hài nhi Giêsu. Họ không trì hoãn. Trong năm mới này, chớ gì chúng ta cũng đừng trì hoãn để tới gặp Thiên Chúa. Một khi chúng ta biết rằng Ngài kêu gọi chúng ta để thi hành thánh ý Ngài, thì chúng ta đừng trì hoãn hay lấy cớ này cớ nọ. Hãy mau lẹ tới gặp Ngài để làm theo ý muốn của Ngài. Chúng ta hãy ngợi khen Chúa trong mọi lúc dù vui hay buồn. Một ngày mới bắt đầu, hãy ngợi khen Chúa và phó dâng mọi sự cho Ngài. Hãy làm vinh danh Ngài trong mọi thời điểm. Bởi vì Thiên Chúa tới để tìm kiếm chúng ta và để bày tỏ cho chúng ta thấy tình yêu thương của Ngài qua người con một là Chúa Giêsu. Để đáp lại, chúng ta hãy yêu mến Thiên Chúa và thực thi thánh ý Chúa trong mọi biến cố nhỏ to. Chúng ta sẽ không bao giờ hết ngạc nhiên về sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống mình và về cách Ngài tỏ mình ra cho chúng ta. Khi chúng ta tụ họp nhau trong các ngày Chúa Nhật, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra gương mặt của Thiên Chúa. Cuối cùng, chúng ta hãy dùng những giờ phút suy niệm và cầu nguyện để nhớ lại những biến cố trong đời sống của mình. Không có gì tình cờ, nhưng đều nằm trong phạm vi đức tin. Để qua đó, chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa quan tâm đến chúng ta và ban cho chúng ta sự bình an. Amen. Let's go, let's go, let's go, let's go. Here we go. Here we go.